Hoa hậu Ý Nhi bị chê thua kém Ngọc Châu, bạn trai anh Kiệt có hành động cực gắt vì bị soi mói đời tư. Hoa hậu Ý Nhi và Ngọc Châu có dịp gặp gỡ nhau trong một sự kiện hôm 25 tháng 7. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai người đẹp đọ sắc và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Dù có nhan sắc tươi tắn và tuổi đời trẻ hơn Ngọc Châu, Ý Nhi phần nào bị lép vế về thần thái. Có thể thấy Ngọc Châu nổi bật nhờ phong thái tự tin rạng rỡ, nhờ kinh nghiệm nhiều năm hoạt động showbiz. Trong khi đó, son môi đỏ giúp Ý Nhi thăng hạng nhan sắc. Những ngày này cô tất bật tham gia các hoạt động giao lưu truyền thông. Huỳnh Trần Ý Nhi vừa đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô 21 tuổi, quê Bình Định, cao 1m75, số đo 3 vòng 79, 59, 89, đang là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc thi, tân Hoa hậu gây chú ý với gương mặt đẹp, phong độ tốt và giải thưởng phụ Người đẹp thời trang. Cô sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World 2024. Nguyễn Thị Ngọc Châu 29 tuổi, quê Tây Ninh và là đương kim Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Cô dự thi Miss Universe 2022 nhưng không đạt kết quả nào. Ở một diễn biến khác, tại buổi họp báo ngay sau khi đăng quang, Ý Nhi gây chú ý khi thẳng thắn công khai chuyện tình cảm với bạn trai 6 năm ngay sau đăng quang. Chỉ trong chớp mắt, danh tính của chàng trai được nhắc đến nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây nhất, đông đảo người hâm mộ cặp đôi đã được dịp rần rần xôn xao khi phát hiện bạn trai Ý Nhi bất ngờ khóa trang mạng xã hội cá nhân. Lý giải cho điều này, nhiều người cho rằng do anh Kiệt không muốn bị soi mói, chê bai, chế giễu vì ngoại hình chẳng xứng với người yêu, thế nên anh quyết định hạn chế tương tác bằng cách khóa Facebook. Cần nhớ trước đó, khi Hoa hậu Ý Nhi vừa công khai chuyện tình yêu, cặp đôi lại vấp phải khá nhiều bình luận tiêu cực kém duyên vì cho rằng cả hai sẽ sớm chia tay trong thời gian ngắn với lý do mỹ nhân Gen Z đã bước sang cuộc đời mới tốt hơn, có cho bản thân nhiều mối quan hệ hơn. Tuy vậy, đông đảo khán giả đang theo dõi Ý Nhi anh Kiệt vẫn luôn bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ giữa người đẹp quê Bình Định và bạn trai kiến trúc. Hy vọng vượt qua bao sóng gió trắc trở, cả hai sẽ ngày càng hạnh phúc hơn trong tương lai. Được biết, anh Kiệt đang theo học tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Ý Nhi chia sẻ về cơ duyên gặp nhau là do cô đi học thêm toán do bố bạn trai dạy. Sau đó khi lên cấp 3, họ học chung lớp và từ đó nảy sinh mối tình thanh xuân ngọt ngào. Cặp đôi được thầy cô ủng hộ vì đều là học sinh giỏi, hỗ trợ nhau và giúp đỡ các bạn cùng lớp đạt kết quả học tập tốt. Ý Nhi kể về mối tình 6 năm của mình. Mối tình của em đã kéo dài được 6 năm, chứng tỏ rằng cả hai đã có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi em đến với cuộc thi, người yêu của em đã hoàn toàn ủng hộ để em có thể tỏa sáng toàn tâm vào cuộc thi. Ngoài ra, Hoa hậu Ý Nhi còn tiết lộ bạn trai chững chạc và học giỏi. Người đẹp tâm sự anh không biết nói lời đường mật, tình cảm nhưng luôn âm thầm ủng hộ cô trong công việc và chủ động giảng hòa trong mọi cuộc cãi vã. Hoa hậu gốc Bình Định còn cho biết bạn trai chính là người hỗ trợ cô lúc đi thi. Dù không phải là người hoạt động trong giới, nhưng anh Kiệt đã tìm hiểu kỹ về cuộc thi Hoa hậu, rồi sau đó anh đưa bạn gái đi mua sắm đồ để chuẩn bị tốt cho quá trình thi cử. Hoa hậu Ý Nhi khẳng định bạn trai giữ chân cô nhờ tính cách trong sáng, chân thành cùng nền tảng gia đình tốt. Ngoài ra, trước những sóng gió từ dân mạng với nhiều bình luận ác ý, Ý Nhi động viên bạn trai cố gắng vượt qua. Cô hy vọng tình cảm của mình được dài lâu và có cái kết tốt đẹp. Bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức Miss World Việt Nam khẳng định ban tổ chức luôn cổ vũ các bạn có tình yêu đẹp, biết cách dung hòa giữa gia đình, tình cảm cá nhân và công việc. Bà Dung cho biết trong thời gian tới đây Ý Nhi sẽ bận rộn, bà mong bạn trai sẽ thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ cùng cô.